Em Hòa xin kính chào quý vị anh chị nhé, cùng quý nhà đầu tư. Và hôm nay em Hòa tiếp tục đi săn cho quý vị anh chị chúng ta được một sản phẩm, một lô đất. Nó nằm ngay trong khu vực khu dân cư như thế này và nó bám mặt tiền đường, con đường liên xã là 24m quý vị anh chị nhé, 23,95m. Và đất của chúng ta là nợ hậu là 34m quý vị anh chị nhé, với tổng diện tích là 1 hectare 52, và đặc biệt là cách trường học chỉ 50m thôi quý vị anh chị nhé. Đây là toàn bộ khu dân cư. Và hôm nay em giới thiệu cho quý vị là một căn nhà dãy như thế này, liền thửa là đang trồng sầu riêng và đang trồng cà phê quý vị anh chị nhé. Hiện tại trên đất đã có 200m² thổ cư rồi và là một lô góc hai mặt tiền đường quý vị anh chị. Ngay đằng sau lưng em đây thì chúng ta di chuyển 50m là chúng ta ra được trường cấp 2 quý vị anh chị nhé. Lô đất của chúng ta là có địa chỉ tại huyện Chư Bờ Đông, tỉnh Gia Lai. Lô đất này quý vị anh chị di chuyển về quốc lộ 14A của huyện Chư Sê là 15km và ra đến ngã ba Phú Mỹ là rơi vào khoảng 17km quý vị anh chị nhé. Đó, đây là toàn bộ khu dân cư này ở xung quanh lô đất của chúng ta nhé. Ở rất là đông, đường là đường thông tứ hướng hết quý vị anh chị. Và bây giờ Hòa sẽ quay chi tiết cụ thể cho quý vị anh chị chúng ta cùng nắm rõ nhé. Và theo trên màn hình quý vị anh chị đang theo dõi, đây là theo hướng này thì quý vị anh chị đi về Chư Sê được và ra được đường quốc lộ 14A là 15km và cũng ra được đường tỉnh lộ 675 luôn được quý vị anh chị nhé. Đây là toàn bộ khu dân cư, trường học thì ngay kia rồi, trường học cấp 2 50m thôi quý vị anh chị. Và lô đất của chúng ta là có một căn nhà cấp 4 như thế này, ba gian như thế này này quý vị anh chị. Ở ngoài thì được có cổng rào đầy đủ, lưới B40 và 23m mặt tiền đường liên xã quý vị anh chị, 23m quý vị anh chị, 23,95m, 200m² thổ cư rồi quý vị anh chị nhé, 200m² thổ cư rồi và nở hậu là 34m quý vị anh chị nhé. Cái này quý vị anh chị mua về thì chúng ta sửa sang lại là chúng ta ở vô tư thoải mái luôn nhé. Đây điện đường trường trạm đầy đủ hết quý vị anh chị. Và ra đến ủy ban thì rơi vào bán kính là 2km quý vị anh chị nhé, đầy đủ mọi tiện ích. Đây là toàn bộ khu dân cư, đi sâu vào trong này thì khu dân cư ở rất là đông. Và cũng theo hướng này thì quý vị anh chị có thể đi về đường Bộ Quốc phòng này, đi về tỉnh lộ 675 này, đi về quốc lộ 14C này. Chúng ta đi theo hướng này, đường là đường thông tứ hướng. Cũng theo hướng này thì quý vị anh chị có thể đi đến huyện Chư Bứ được quý vị anh chị. Và lô đất của chúng ta là một lô góc hai mặt tiền đường như thế này. Nhà mặt tiền và liền dãy đằng sau là đang trồng cà phê tơ và sầu riêng. Và đây là cái đường điện quý vị anh chị nhé, đường điện nhé, điện nước đầy đủ luôn quý vị anh chị. Đây, chúng ta có một dãy cà phê đằng sau vườn chúng ta như thế này. Đó, ở kia này có hệ thống chuồng trại này. Giếng ăn sinh hoạt nhé quý vị anh chị nhé, giếng ăn này. Đây có chuồng trại luôn này. Đây, có chuồng trại để nuôi heo như thế này. Đây thì quý vị anh chị có thể làm một cái vườn rau nhỏ nhỏ để chúng ta trồng rau, chúng ta sinh hoạt hàng ngày nhé. Có cái nguồn rau sạch để chúng ta ăn. Trên này thế đất vô cùng bằng phẳng và ở phía dưới là đất là hơi triền quý vị anh chị nhé, đất là hơi triền. Đất của chúng ta là giáp suối quý vị anh chị nhé, giáp suối và giáp ruộng. Đây là cái con đường đi thẳng xuống phía suối và đường này thì có thể hiện luôn trên sổ. Hiện tại thì cà phê đã được thu hết rồi. Cà phê trung bình từ 6 đến 7 năm tuổi quý vị anh chị. Cà phê đây. Sầu riêng thì được khoảng 30 cây quý vị anh chị nhé, khoảng 30 cây. Cả to cả nhỏ. Sầu riêng thì theo nhìn nhận thì sầu riêng không được đẹp cho lắm quý vị anh chị. Đây, cà phê sầu riêng không được chăm bón quý vị chị nhé, không được chăm bón nên là nhìn cây nó cũng hơi bị cỗi. Được nhất là cà phê quý vị, cà phê là cà phê tơ. Quý vị chị anh mua về thì chúng ta phân do vào, chăm bón lại thì cái vườn này rất là đẹp nhé, chất đất là vô cùng đẹp luôn, đất đỏ ba gian loại 1, từ đầu trên xuống đầu dưới là không có một viên đá nào. Về phần giá bán thì
em Hải sẽ ghi trên phần tiêu đề nhé, quý vị anh chị có thể theo dõi trên đó, chúng ta xem trực tiếp giá trên tiêu đề quý vị anh chị nhé. Do là chủ nhà chưa thống nhất được giá nên em sẽ làm cái mức giá mà thấp nhất để quý vị anh chị có thể tiếp cận được, mua được và đầu tư được quý vị anh chị nhé. Ở đây thì tiện ích đầy đủ hết, nguồn thu ổn định rồi, đặc biệt là rất gần trường học cấp 2, con cái đi học thì rất là thuận tiện quý vị chị nhé, rất là thuận tiện. Trường, chợ, ủy ban này, khu dân cư này, đường, điện, đường, trường, trạm, wifi đầy đủ hết, nguồn thu trên đất đã có rồi, cà phê như thế này rồi. Và quý vị anh chị nào chúng ta quan tâm thì hãy liên hệ ngay cho em Hà nhé. Và bây giờ em Hà sẽ đi xuống cuối vườn để em Hà sẽ quay cho quý vị anh chị chúng ta cùng xem. Có ao này, đất của chúng ta phía sau này là nở hậu là 34m quý vị anh chị nhé, đất nở hậu rất là đẹp. Dưới này thì cà tơ này quý vị anh chị, dưới này thì dốc nhé, nó mất khoảng từ trên kia xuống là 20m là đất dốc, bởi vì nó giáp suối giáp ruộng như thế này quý vị anh chị nhé. Chất đất ở dưới này cũng là chất đỏ ba gian rất là đẹp luôn quý vị anh chị này, đất đỏ ba gian cũng rất là đẹp luôn nhé. Đất đỏ ba gian từ đầu trên xuống đầu dưới là không có một tí đá nào. Hiện tại em đang quay vào cái trời mưa phùn như kiểu ngoài Bắc này quý vị anh chị. Dưới này là toàn là ruộng thôi quý vị anh chị, ruộng bậc thang nhé. Và đây là cái ao của chúng ta quý vị anh chị nhé. Quý vị anh chị có thể nhìn thấy cái ao này rất chi là sâu, bởi vì cái màu nước rất là xanh quý vị anh chị nhé. Ao này thì vô cùng là nhiều nước rồi, bởi vì nó giáp một cái suối quý vị anh chị nhé, giáp suối và giáp một cái ruộng như thế này à, nên là cái nguồn nước của chúng ta là đảm bảo quanh năm là đầy đủ nước tưới cho quý vị anh chị chúng ta sử dụng. Và nếu quý vị anh chị nào chúng ta quan tâm đến sản phẩm lô đất này thì hãy liên hệ ngay cho em Hòa, em Hòa sẽ tư vấn kỹ hơn và sẽ gửi đầy đủ thông tin để quý vị anh chị chúng ta cùng tham khảo, và sẽ dẫn quý vị anh chị đến tận nơi xem thực tế vườn và chúng ta sẽ gặp chủ chúng ta thương lượng nhé. Em Hòa xin kết thúc video tại đây. Quý vị anh chị đang xem kênh cho em Hòa xin một like, một đăng ký và bật chuông thông báo để chúng ta để nhận về những video cũng như là sản phẩm mới nhất của kênh Nhà Đất chúng em nhé. Em Hòa xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị anh chị vào những video tiếp theo em Hòa nhé.